Dạ, chào biết Hoàng. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2017. Buổi sáng ngày hôm nay thì em đi lang thang tại khu vực ở bãi biển Vũng Tàu thì những cái bến tàu ngầm thì cầu đá trước đây á. Bây giờ thì cái bến tàu gió khá là mạnh rồi, vì nghe thì nghe cái âm thanh là có cái tiếng gió. Dạ, ở đây buổi sáng ra lang thang ngắm cảnh và cảnh ngư dân người ta đang chạy lưới vậy, đi trên những cái này giống như cái xuồng mà vậy. Xuồng đi xuồng hay là ghe thì tất cả miền Nam mình có gọi nhiều cách khác nhau. Các tỉnh ở phía Nam người ta gọi là ghe, còn các tỉnh miền Trung miền Bắc ta gọi là tàu và thuyền. Ta nói chung là có nhiều cách gọi. Còn trong ngành hàng hải ta gọi là phương tiện nổi, cũng chỉ những cái phương tiện di chuyển trên mặt sông hay là mặt hồ hay mặt biển gọi là phương tiện nổi vậy. Bao gồm khác nhau, giống như ở đây cái dấu cách gọi của từng vùng ấy, trong những cái thói quen cách gọi thôi, giống như là bây giờ là gọi cái ghe này nè, ta cũng hiểu được quý vị, cái ghe này đang đi vào bờ, đang đi về bến, hay là thuyền vào bến. Thì vì sẽ nghe cái tiếng gió, bữa nay thì gió khá là khá là mát, và khi mà quay phim mà bị sẽ nghe cái tiếng gió nó hơi ồn. Mà cái tiếng gió cũng là cái tiếng đặc trưng của miền biển ấy vì nên là bị nghe nó rất là thiên nhiên. Ở đây có cái chiếc thuyền này đi về rất là nhiều tàu thuyền quý vị. Ở khu vực này có thể thấy rất là nhiều tàu thuyền khác nhau, có nhiều màu sắc, có màu đỏ nè, màu cam, màu xanh. Thuyền theo mình sử dụng ở đây tìm trở lại có hai bác ngư dân. Hai bác này đang kéo lưới nè quý vị. Và du khách mà đến Vũng Tàu thì thường là cũng đi dạo biển, ngắm biển sau thời gian gọi là tới lúc nó buồn rồi lại đi ẩm thực, đi tìm nhà hàng nào đó ngon ăn. Nói chung là ăn chơi, ăn xong rồi chơi. Ở đây vì là có cái cảnh chạy lưới nhìn rất là hay quý vị. Thì hôm nay Jim ra đây ngồi gọi là đi hóng gió vậy, để hứng gió biển á, rồi ngắm cái cảnh của mấy bác đang làm việc.
ngồi lưới là kéo lên luôn, tôi bắt cái ngầu gỡ cái vậy. Vậy thôi. Chim trời cả nước.
cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim ngắm cảnh biển Vũng Tàu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.